chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: Thật tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh. Anh gọi tên từng con rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không nghe theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ. Chúa Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó, nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ. Vậy Chúa Giêsu lại nói: Thật tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Mùa Phục Sinh, câu chuyện dưới ánh sáng Phục Sinh, cho nên cần phải chăm chút. Không thể nào không thắp sáng cái nến Phục Sinh trong suốt mùa này. Kính thưa cộng đoàn, và đặc biệt các bạn trẻ rất thân mến, các bạn trẻ mới là điểm ngắm của thánh lễ hôm nay. Trong nhà thờ chúng ta coi bộ toàn người lớn tuổi, cho nên cái công tác mà mỗi một giáo khu, giáo họ cần phải đôn đốc, hay lúc nào đó cho chúng tôi một cái danh sách các bạn trẻ, để rồi chúng ta có thể tập hợp lại cách nào đó cho có được một bộ mặt hòa hưng với giới trẻ rõ ràng hơn. Thế thì Palestine, quê hương của Chúa Giêsu, là miền đất đi lên đi xuống đồi núi khô cằn, và người ta không thể nào mà trồng cấy được. Và vì thế cho nên thời đại Chúa Giêsu, người ta chỉ có thể chăn nuôi, và hình ảnh con chiên với người mục tử rất ư là quen thuộc. Bên cạnh đó, nếu có cây trái thì là cây nho, thầy là cây nho mà anh em là ngành nho. Người Việt Nam của chúng ta nuôi con trâu, con bò, con chó, con gà, con vịt để mà giết thịt, hay là để giúp cho công việc đồng áng xã hội nông nghiệp như Việt Nam chúng ta. Còn bên Palestine, quê hương của Chúa Giêsu,
thì người ta lại chăm sóc những con chiên, để rồi qua những con chiên người ta có thể thu hoạch được, và nhất là làm những tấm áo che thân. Thế thì mùa Giáng sinh chúng ta thấy rằng nơi cánh đồng chiên Chúa Giêsu đã sinh ra, và từ cánh đồng chiên ấy các mục tử được đánh thức dậy mau. Tôi báo cho anh em một tin mừng lớn lao: hôm nay Đấng Cứu Thế đã Giáng sinh. Còn mùa Phục Sinh thì hình ảnh một con chiên chịu sát tế, mà thứ năm tuần thánh trong bữa ăn tiệc ly, nhà thờ của chúng ta chưa thấy con chiên, nhắc tôi để sang năm chúng ta phải có hình ảnh một con chiên, con chiên chịu sát tế, để nói lên cái ý nghĩa của một Chúa Giêsu tử nạn, thế nhưng Ngài phục sinh và Ngài đang sống. Và qua hình ảnh con chiên sống động, con chiên với thánh giá phục sinh của Chúa Giêsu cho thấy một cái ý nghĩa tích cực hơn. Thế thì người Công giáo của chúng ta dễ bị những người không hiểu. Họ nói tại sao bên đạo lại gọi đây là những con chiên, những con chiên. Thế thì những con chiên, người ta hay nghĩ là những con chiên ngu ngơ, khù khờ. Và ngày xưa, vùng Cận Đông, thế thì các ông vua luôn luôn xưng mình là mục tử và đoàn dân là con chiên. Thế thì con chiên đó có ám chỉ là những ông vua đầy quyền hành đó có quyền sinh sát. Các bề tôi chỉ là những con chiên ngu ngơ khù khờ. Thế nhưng với Chúa Giêsu chúng ta lại thấy ý nghĩa khác hẳn, ý nghĩa thật độc đáo, mà lắm khi người ngoài Công giáo nói mình lại không biết cách đối đáp với họ. Thế tại sao trong đạo cứ gọi cái người giáo dân là những con chiên? Thế thì chúng ta bắt gặp nơi Chúa Giêsu, người mục tử nhân lành. Và trang âm hôm nay cho thấy thế nào là cái người mục tử chăm sóc đoàn chiên của mình. Không phải là nhìn, Chúa Giêsu nhìn qua cái hình ảnh sống động quê hương đất nước của Chúa với những người mục tử với đoàn chiên để sánh ví anh em được quy tụ như một đoàn chiên. Thế thì ở đây cho thấy một sự thân thiện, friendship, một Chúa Giêsu rất gần với tất cả chúng ta. Và một Chúa Giêsu muốn thân thiện với chúng ta, gần gũi. Liệu chúng ta có chấp nhận để chúng ta được gần gũi Chúa hay không? Đó là vấn đề lớn khi chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu mục tử, một Chúa Giêsu thiết thân, một Chúa Giêsu muốn cận kề chúng ta, một Chúa Giêsu qua hình ảnh người mục tử vác những con chiên đau yếu trên vai của mình, những con chiên bị tổn thương. Hay hình ảnh một Chúa Giêsu ấm bế những con chiên. Đó là những hình ảnh rất đẹp muốn diễn tả về Chúa Giêsu, người mục tử yêu thương đoàn chiên của mình. Và tất cả chúng ta đây hãnh diện tự hào: tôi là con chiên của Chúa. Không mang tính cách ngu ngơ, dễ bị lợi dụng, khù khờ, mà đây cho thấy rằng chúng ta được cận kề với Chúa, được gần gũi Chúa. Thế thì không những Chúa Giêsu là mục tử mà chúng ta mừng lễ hôm nay, Chúa Giêsu Kitô mục tử với cây gậy bảo vệ đoàn chiên, mà Chúa Giêsu còn là con chiên. Trong trang thư của Thánh Phêrô diễn giải cho thấy rằng: anh em thân mến, nếu làm việc lành và
phải khổ thì anh em vẫn kiên tâm chịu đựng, vì đó là ơn Thiên Chúa mà anh em có thể nhận được sức mạnh quyền năng nơi Chúa giữa những khổ đau cuộc đời này. Và ông Phêrô còn nói toàn thể nhà Israel phải biết chắc điều này: Đức Giêsu mà anh em đã treo trên cây thập giá, Thiên Chúa đã đặt người làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô. Và như thế Chúa Giêsu trở thành một con chiên, con chiên chịu sát tế. Và như vậy trong thánh lễ chúng ta nhiều lần sướng lên: đây chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Đây chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, hạnh phúc cho những ai được đón rước Chúa. Và như vậy chúng ta thấy khác với thế giới cận đông, khi mà ông vua tự nhận mình là mục tử, có quyền sát sinh trên thần dân, thì Chúa Giêsu lại đứng về phía con chiên. Và Chúa Giêsu thực sự là chiên Thiên Chúa, Đấng chịu sát tế hiến mình vì đoàn chiên. Và như vậy cho chúng ta một cái ý nghĩa bổ túc thế nào là người mục tử và thế nào là những con chiên. Con chiên thì biết lắng nghe tiếng của chủ chiên, và người mục tử dẫn đoàn chiên đến nơi đồng cỏ xanh tươi, đến nơi dòng suối nước mát để nghỉ ngơi, để bổ dưỡng. Và thực sự nếu như mỗi người chúng ta cảm nhận được sức hút của Chúa Giêsu vì mục tử, thì giữa cuộc đời này biết bao nhiêu những thử thách, biết bao nhiêu những khó khăn, chúng ta luôn cảm nhận được Chúa Giêsu mục tử quan tâm chăm sóc chúng tôi. Ngày hôm nay khoa khảo cổ, người ta tìm kiếm đến những nơi hang toại đạo, và người ta thấy hình ảnh đặc biệt trên những bờ tường của hang toại đạo ấy, nơi mà các Kitô hữu tìm đường để mà trốn tránh bách hại của vua quan, thì luôn luôn có những hình ảnh Chúa Giêsu mục tử mang vác con chiên, Chúa Giêsu mục tử bồng ẵm con chiên. Và như thế những người đang bị bách hại, sống chui nhủi dưới những hang toại đạo, dưới sâu hầm đất này, luôn luôn tìm được sự trợ giúp, nâng đỡ nơi Chúa Giêsu mục tử. Các bạn trẻ rất thân mến, Đức Giáo Hoàng Francisco luôn luôn chú tâm đến các bạn, và các bạn là điểm ngắm trong tầm nhìn của giáo hội. Một giáo hội cần phải tích cực, một giáo hội cần phải năng động. Và lấy cái sức năng động đó từ đâu? Thưa, chỉ có nơi những người trẻ. Và Đức Giáo Hoàng nói với chúng ta: đừng ngại đến với Chúa Giêsu, đừng sợ Chúa Giêsu, và nhất là một Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy đến với Chúa, hãy để cho Chúa chăm sóc chúng ta, hãy để cho Chúa Giêsu dẫn dắt chúng ta. Chúng ta luôn luôn bước đi trong niềm vui, trong bình an. Ước gì ngày lễ chúng ta mừng bổn mạng hôm nay, chúng ta chọn cho mình giới trẻ hòa hưng với bổn mạng là Chúa Giêsu Kitô mục tử. Chúng ta biết đến gần Chúa Giêsu hơn, chúng ta sống thân thiện với Chúa hơn như Chúa mong muốn, và qua đó để chúng ta biết lắng nghe, và xin cho đời sống của chúng con mỗi một ngày một thăng tiến, mỗi một ngày trở nên những chứng nhân tin mừng của Chúa trong thế giới hôm nay, một thế giới cho thấy rằng biết bao nhiêu những nỗi khổ, niềm đau, chiến tranh, loạn lạc, đói khát, và biết bao nhiêu những tệ nạn lôi kéo con người sống xa Chúa
và rơi vào những thảm cảnh đau buồn. Ước gì người trẻ Hòa Hưng của chúng ta thắp sáng lên, thắp ngọn lửa yêu thương, để rồi qua đó chúng ta làm chứng tin mừng phục sinh về một Chúa Giêsu đã tử nạn, và qua sự phục sinh vinh hiển, Chúa Giêsu mở toang cánh cửa để dẫn đem đàn em đông đúc là tất cả chúng ta đi vào đồng cỏ nước trời. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được niềm vui sống bên Chúa, sống với Chúa luôn.